Bệnh nặng, nếu đi khắp nơi chạy chữa không khỏi, hãy thử niệm câu này. Niệm Phật chữa bệnh mới nghe có vẻ hoang đường, nhưng thực tế đã có rất nhiều có được thân thể khỏe mạnh, thoát khỏi bệnh tật, đau đớn nhờ áp dụng điều này. Ta có họa lớn vì ta có cái thân. Không có ai trong chúng ta không có bệnh tật, đó có thể là bệnh nặng, bệnh nhẹ, tùy người. Người ta nói kẻ có phần, có phước, ít bệnh, còn người vô phước, không may, mang bệnh tật cả đời. Suốt kiếp làm người chỉ biết tối tăm mặt mũi, vật vã đau đớn vì bệnh, chẳng hề có được cái cảm giác của một thân thể khỏe mạnh, cường tráng, ăn ngon, ngủ yên, thoải mái, hưởng những điều tốt đẹp do cuộc sống mang lại. Chúng ta cũng như các chúng sanh trong thế gian này, quá khứ hiện tại không tránh khỏi tạo nghiệp, không tránh khỏi kết oán cùng chúng sanh. Bởi vậy chúng ta thường thấy rất nhiều chúng sanh bị oán thân trái chủ, ma quỷ dựa vào thân quấy nhiễu, thần kinh bất ổn, khó sống an yên do bệnh tật, vì những nghiệp cũ kết thành. Thực tế, có những bệnh y học hiện đại của thế giới cũng đã bó tay. Nhưng điều kỳ diệu là khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đã truyền cho họ ngọn lửa của tình yêu cuộc sống, nhờ tụng niệm mà nhiều người từ sức lực kiệt quệ muốn tìm đến cái chết đã sống khỏe mạnh. Một, vì sao niệm Phật chữa bệnh? Có những bệnh tật hết thảy khó trị, phương pháp nào cũng vô hiệu, tụng kinh, bái sám cũng vô hiệu. Đó là những bệnh tật, là bệnh nghiệp, chỉ có thực hành theo lời Phật Pháp mới mong thoát được. Ngoài ăn chay, lạy Phật, thực hiện thiện nghiệp thì cuối cùng chắc chắn cũng hữu hiệu là niệm Phật. Bởi lẽ, khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mười phương hết thảy chư Phật đều gia trì, đều bảo hữu, oan gia đối đầu, yêu ma quỷ quái cũng đều nhượng bộ mấy phần, chẳng phải là một Đức Phật có mặt mà là hết thảy chư Phật có mặt, chúng chẳng thể lấn lướt được. Câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật quả thật là mầu nhiệm, công năng rất lớn, được rất nhiều lợi ích. Miệng thường niệm câu Phật hiệu sẽ có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là khiến cho trách nhiệm của chính mình được dấy lên, tức là nhắc nhở chính mình chớ nên quên bẵng tâm, nguyện, giải hạnh và vô lượng công đức của A-di-đà Phật. Thứ hai, ý nghĩa thứ hai là tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta niệm cho người khác nghe, một phen thoảng qua tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Vì thế, niệm Phật ra tiếng là tự lợi, lợi tha, lúc chẳng có ai cũng nên niệm Phật ra tiếng. Có các loại chúng sanh mắt ta không trông thấy, còn có quỷ thần ở bên cạnh họ cũng nghe thấy. Chúng ta niệm Phật hiệu họ cũng được lợi ích. Ngoài ra bệnh tật của chúng ta một phần có thể do thể xác, nhưng một phần do ảnh hưởng của tinh thần. Sức khỏe của ta phần nhiều bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, cảm xúc tích cực hay tiêu cực, vui tươi hay buồn lo của ta. Nhiều người mất ăn mất ngủ vì uất hận nhục nhã, do đó uất khí tích tụ lâu ngày trong người mà sinh bệnh mất ăn bỏ ngủ. Khi tâm trạng vui tươi yêu đời, lòng tràn ngập tình yêu thương, cơ thể sẽ tiết ra chất hóa học làm tăng hệ thống miễn dịch, ngăn chặn được sự xâm nhập của bệnh tật. Vậy nên Việt Nam ta mới có câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Khi lâm vào trạng thái lo lắng, âu sầu, căng thẳng, giận dữ, nếu chúng ta niệm Phật cho ra tiếng, thì những nỗi uất hận đè nặng lên tâm can chúng ta sẽ như được trút ra cùng hơi thở, cùng tiếng niệm, và thân tâm ta được nhẹ nhàng dễ chịu, bệnh tật khi đó cũng dần tiêu tan. 2. Vì sao có những người niệm Phật chữa bệnh không thành? Thế nhưng, có nhiều người niệm Phật chữa bệnh nhưng không thành. Vì nguyên nhân nào vậy? Vì niệm Phật chẳng đúng pháp. Chuyện quan trọng nhất trong việc niệm Phật thì đầu tiên là tín tâm và nguyện tâm.
người theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, nếu tin tưởng mà niệm Phật đều có kết quả. Nếu chọn đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chuyên trì một câu Phật hiệu, hiệu quả sẽ chẳng thể nghĩ bàn, thống khổ bèn lập tức tiêu trừ, sẽ bình phục như cũ. Khi niệm Phật, tâm ta không san tạp, không hoài nghi, không gián đoạn, thì chỉ cần 3 năm là ta có thể dứt trừ mọi nghiệp chướng, cho dù nghiệp chướng sâu dày này bao nhiêu của vô lượng kiếp đều có thể hóa giải trừ hết. Nếu trong đời người không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đều cầu vãng sanh thế giới, thì kiếp sau rất kinh khủng, lại mắc trong thần đau khổ sở, không biết đời nào kiếp nào mới được làm người, mới thoát ra được vòng sanh tử luân hồi, thoát ra khỏi 6 đường trời: người, Atula, địa ngục, ngạ tủy, súc sanh. Các vị tổ sư nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát miệng cũng chỉ uổng công. Nếu trong khi niệm Phật mà tâm còn tán loạn thì sẽ không có công đức gì và cũng không thể sinh Tây Phương được. Vì vậy, niệm Di Đà, nhất tâm bất loạn, nhất mộng, một lòng xin nguyện về Tây Phương Cực Lạc thì mới thành công. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới cần phải tu hai việc là đa phước và đa thiện. Đa phước là chấp chỉ danh hiệu A Di Đà Phật, đa thiện là pháp Bồ Đề tâm. Điều quan trọng nhất trong niệm Phật là trong tâm có Phật, chẳng phải là có Phật ngoài cửa miệng. Ngoài cửa miệng có Phật, trong tâm có Phật như không. Chữ niệm là kim tâm, có tâm hiện tại, trong tâm thật sự có, đó gọi là niệm Phật hết sức quan trọng. Phải ghim tâm nguyện giải sanh hạng A Di Đà Phật trong lòng, đó là thật sự niệm Phật. A Di Đà Phật dùng tâm như thế nào để xử sự, đãi người, tiếp vật, chúng ta phải học theo Ngài. Kinh nói rất minh bạch, A Di Đà Phật dùng chân tâm, chẳng phải là vọng tâm. Ngài dùng cái tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, dùng tâm đại từ bi. Có phải là chúng ta dùng những tâm ấy để xử sự, đãi người, tiếp vận hay không?